Paris, Pháp. Một buổi tối mùa đông ngày 29 tháng 11 năm 2021, Kinh Đô Ánh Sáng đã đón chào vĩ nhân bóng đá bước ra từ trang sử sách. Lionel Messi ở tuổi 34 có cho mình quả bóng vàng thứ 7. Điều mà tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết và hệt như 7 kỳ quan cổ đại huyền thoại của lịch sử nhân loại. Nhưng có lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ với Messi. Khi màn trình diễn siêu hạng và chức vô địch World Cup thần thánh vừa qua trên đất Qatar sẽ là cơ sở để người ta tin rằng đây sẽ là kỳ quan thứ 8 của Leo sẽ xuất hiện tại sân khấu ba lộn đo. Trước khi nghĩ về tương lai mơ mộng đó, hãy cùng chúng tôi hoài niệm một chút về Messi, về cái cách mà anh bước lên ngai vàng của bóng đá đương đại với kỷ lục 7 quả bóng vàng không tưởng. Lần đầu luôn mang đến những ký ức thật đáng nhớ. Trước khi giành được danh hiệu quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp, Messi ở tuổi 22 đã trải qua mùa giải 2008-2009 tràn ngập trong vinh quang. Leo những năm tháng ấy là phiên bản thanh xuân và tuổi trẻ bùng nổ của một thiên tài. Anh trở thành hạt nhân trong lối đá tiki-taka mà Pep Guardiola đại tài gây dựng, để rồi binh đoàn Barcelona với lá bùa hộ mệnh Lionel Messi đã giành quán 6 vô tiền khoáng hậu. Trên hành trình bất diệt năm ấy, chúng ta không thể quên được những khoảnh khắc thần thánh theo bóng chiếc áo số 10 kỳ diệp. Đó là cú đúp giúp Barcelona đè bẹp Real Madrid 6-2 ngay tại Bernabeu, qua đó mở toang cánh cửa đến chức vô địch La Liga. Là tình huống kiến tạo cho Andres Iniesta ghi bàn thắng vàng đánh bại Chelsea tại bán kết Champions League. Nhưng oanh liệt và hoành tráng nhất phải là giây phút tỏa sáng ở đêm hè Roma, đón quả tạt của Xavi. Messi nhỏ bé bật cao giữa nền trời thành phố Vĩnh Hằng. Anh tung cú đánh đầu hạ gục hai gã hổ Pháp Rio Ferdinand và Edwin van der Sar. Bàn thắng kết liễu Man United ngày hôm đó như một lời khẳng định đanh thép về tầm vóc và vị thế của Messi, rằng anh đã chính thức bước trên con đường hướng đến ngưỡng cửa ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới. Mùa 2008-2009 chính là tiền đề để Messi được xướng tên trong danh hiệu quả bóng vàng bất chấp trận bán kết tai tiếng với Chelsea. Nhưng suy cho cùng cũng không có một ai có thể phủ nhận thành quả đó của Leo. Với 38 bàn thắng trên 6 đấu trường vô địch, Messi giành chiến thắng tuyệt đối ở danh sách rút gọn ba lộn đo cùng 473 điểm. Tình địch Cristiano Ronaldo đứng thứ 2 chỉ có 233 điểm, đồng thời đồng đội Xavi của Leo khi đó về thứ 3 với 170 điểm. Thời khắc Messi nâng cao quả bóng vàng danh giá tại Paris hoa lệ đã đánh dấu bước ngoặt cuộc đời của Leo. Nhưng có lẽ cũng ít ai ngờ đó chỉ là khởi đầu của một sự nghiệp vĩ đại và khó tin mà El Pulga tạo ra sau này. Với tư cách là đương kim quả bóng vàng 2009, Messi tiếp tục tự tin tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải tiếp theo. Không phụ sự kỳ vọng, ba lộn đo một lần nữa được El Pulga mang về phòng truyền thống cá nhân, vượt qua hai đồng đội ở Barca là Iniesta và Xavi trong cuộc bình chọn. Trong khi đó Ronaldo chỉ về thứ 6 sau Wesley Sneijder và Diego Forlán. Dẫu vậy, danh hiệu quả bóng vàng mà Leo giành được năm 2010 đã gây ra tranh cãi rất lớn. Messi kết thúc năm 2010 với một chức vô địch La Liga và một siêu cúp Tây Ban Nha cùng Barca. Tại UEFA Champions League, siêu sao người Argentina bị Inter đánh bại tại bán kết, Messi tịt ngòi cả trong hai lượt trận. Tại World Cup 2010, giải đấu quan trọng nhất trong năm, Messi trình diễn bộ mặt tương tự, anh không một lần tìm được mảnh lưới đối phương và bị loại ở tứ kết sau khi Argentina bị Đức đè bẹp và thua với tỷ số 0-4. Nhiều ý kiến cho rằng việc Messi giành quả bóng vàng 2010 là bất công cho Wesley Sneijder. Sneijder có gì vào năm 2010? Trong vòng 17 ngày, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2010, tiền vệ người Hà Lan hoàn tất cú ăn ba đầu tiên và duy nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Chức vô địch Serie A và Coppa Italia là thành tựu có thể xem là dĩ nhiên Inter Milan phải giành lấy được. Song Champions League chứng kiến màn vươn mình không tưởng của đội bóng áo sọc xanh đen. Thứ duy nhất Sneijder thua Messi trong năm 2019 là bàn thắng. Lionel có 56 bàn trong năm dương lịch 2010 chỉ tính riêng trong màu áo Barca. Sneijder chỉ có 6 bàn trong màu áo Inter. Thế nhưng việc so sánh khả năng lập công giữa một tiền đạo và một tiền vệ là rất khập khiễng. Dường như số pha lập công khổng lồ đã che lấp đi sự mờ nhạt của Messi tại Nam Phi. Chưa kể trong giai đoạn quyết định tới những lá phiếu bầu, Messi khiến tất cả choáng ngợp với hàng loạt những màn trình diễn siêu đẳng tại La Liga. El Pulga ghi 12 bàn trong 5 trận liên tiếp từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11. Trong đó có một cú hat-trick giúp Barca đè bẹp Almeria 8-0. Cũng trong giai đoạn ấy, Sneijder và Inter lại sa sút dưới tay của thuyền trưởng mới Rafael Benitez, cán cân vì vậy đổ lệch. Sau tất cả, dù lý do, kết quả ba lộn đo 2010 có như nào, thì đến tận ngày hôm nay, quả bóng vàng mà Messi giành được năm ấy vẫn là chủ đề tranh luận không hồi kết. Ngoài ra 2010 cũng là lần đầu tiên FIFA cùng France Football kết hợp tổ chức cho ra đời quả bóng vàng thế giới. Bỏ lại sau lưng lùm xùm ba lộn đo 2010, thế giới đã được chứng kiến một Messi xuất quỷ nhập thần ở mùa giải 2010-2011. Leo nổ súng 53 lần chỉ sau 55 trận đấu trên mọi đấu trường. Với màn trình diễn xuất sắc đó, Messi đã giúp Barcelona giành 5 trên 6 danh hiệu trong năm 2011 gồm La Liga, Champions League, siêu cúp Tây Ban Nha, siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup. Danh hiệu duy nhất tuột khỏi tay Messi và Barcelona đó là cúp nhà vua. Nếu không, anh sẽ cùng Barca ăn 6 thêm một lần nữa.
Messi đồng thời vươn lên sánh ngang với các huyền thoại như Johan Cruyff, Michel Platini và Marco Van Basten về số lần giành quả bóng vàng. Chiến thắng này giúp cho Leo trở thành cầu thủ thứ hai sau Michel Platini với 3 lần liên tiếp giành được giải thưởng cao quý này. Giành quả bóng bạc năm 2011 là Ronaldo với 21,6% phiếu bầu và Xavi giành quả bóng đồng với chỉ 9,23% phiếu bầu. Bước vào năm 2012, Messi đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên giành được 4 quả bóng vàng trong lịch sử. Thế rồi buổi tối tại Paris ngày 7 tháng 1 năm 2013 đã đón chào một khoảnh khắc của thời đại mang tên El Pulga. Trong một năm mà Barcelona không giành được danh hiệu lớn nào, thậm chí Leo còn đá hỏng penalty khiến đội nhà thua đau trước Chelsea tại bán kết Champions League, thì màn trình diễn cá nhân xuất sắc đã giúp Messi lên ngôi. Tiền đạo người Argentina đã phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn tưởng như tồn tại vĩnh viễn trong lịch sử bóng đá, trong đó có thành tích ghi bàn trong một mùa giải của La Liga và thành tích bất hủ trong một năm của Gerd Müller. Kết thúc 12 tháng dương lịch của năm 2012, Messi cán mốc 91 bàn, một cột mốc kinh thiên động địa mà không biết đến bao giờ mới tìm được người xô đổ. Khi ấy Leo như có phép màu trong đôi chân, khiến mỗi lần anh ra sân là bộ phận thống kê bàn thắng lại phải làm việc vất vả. Nhờ kỷ lục siêu phàm trên, Messi lại thắng áp đảo trên cuộc đua giành quả bóng vàng lần thứ tư liên tiếp. Anh nhận được 41,6% số điểm, Cristiano Ronaldo đứng thứ hai với 23,68%, trong khi Andres Iniesta chỉ có 10,91%. Hai năm liên tiếp chứng kiến đối thủ truyền kiếp của Messi là Ronaldo giành cú đúp quả bóng vàng để thu ngắn khoảng cách với El Pulga. Tuy nhiên, cũng không phải chờ đợi quá lâu, Leo tiếp tục bước lên bục cao nhất trong danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới. Với nền tảng là mùa giải 2014-2015 ăn năm cùng Barcelona, El Pulga giúp đội bóng xứ Catalonia thâu tóm toàn bộ danh hiệu danh giá gồm La Liga, Champions League, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, Siêu Cúp Châu Âu và FIFA Club World Cup. Barca năm đó không còn Pep Guardiola, tuy nhiên với bàn tay thép của Luis Enrique, họ trở thành gã khổng lồ đúng nghĩa đen với bộ 3 MSN mà Messi là đầu tàu. Bất chấp thất bại đau đớn cùng Argentina tại chung kết Copa America trên đất Chile, Leo nhờ hào quang rực rỡ trong màu áo đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng áp đảo trong cuộc đua quả bóng vàng. Messi có cho mình 3 lượt đo lần thứ 5 trong sự nghiệp với 41,33% phiếu bầu. Ronaldo chỉ giành được 27,76% phiếu bầu, trong khi số phiếu của Neymar là 7,86%. Nhiều năm tiếp theo, sự vùng lên của Ronaldo và Luka Modric dưới kỷ nguyên Champions League rực rỡ mà Real Madrid thiết lập đã khiến Messi lỡ hẹn 3 năm với danh hiệu Ballon d'Or. Nhưng đến cuối cùng, Leo thần thánh vẫn biết cách bứt lên, tạo ra sự khác biệt so với phần còn lại của nền bóng đá đương đại. Năm 2019, Messi ghi 46 bàn, đóng góp 17 kiến tạo cho Barca và đội tuyển Argentina. M10 đóng vai trò quan trọng giúp Barca vô địch La Liga và vào đến bán kết Champions League. Messi cũng là chân sút ghi bàn nhiều nhất tại La Liga và Champions League mùa giải 2018-2019. Dẫu thất bại ê chề tại Anfield rất khó nuốt trôi, nhưng xét về màn trình diễn cá nhân, Leo hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quả bóng vàng thứ 6, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử. Nhưng lịch sử chưa bao giờ dừng lại ở đấy. Câu chuyện vĩ đại tạm gác lại một năm do đại dịch Covid-19, để rồi quả bóng vàng thứ 7 đã đến với Messi như một kỳ quan vĩ hằng của bóng đá. Trong năm 2021, Messi không thực sự xuất sắc ở cấp câu lạc bộ, chỉ giành một danh hiệu là Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với Barca, rồi bắt nhịp chậm sau khi đầu quân cho PSG. Nhưng bù lại, phong độ đỉnh cao cùng vinh quang ở cấp độ đội tuyển quốc gia với chức vô địch đáng nhớ trên đất Brazil, cùng hai giải cá nhân là vô phá lưới và cầu thủ hay nhất tại Copa America 2021 đã giúp M10 chiến tình cảm với các nhà báo được Frank Football bình chọn, xếp sau Messi là Robert Lewandowski và Jorginho. Và đó là kỷ lục 7 quả bóng vàng vô tiền khoáng hậu của Lionel Messi. Dù hào nhoáng và vĩ đại đến đâu, thì kỷ lục đó cũng chỉ là một phần tô điểm thêm một sự nghiệp sử thi của El Pulga. Và nếu quả bóng vàng thứ 8 có thuộc về Messi hay không, thì watch của thế giới bóng đá vẫn là Leo, và chỉ có Leo mà thôi.